Đây giới thiệu bà con mấy dòng ăn lờ mới trong thùng của Đài Loan nha, carbon nha, màu cam mắt đẹp nha, có gồm là 10 ngựa nha, rồi mới cốt xéo và cốt thẳng, hay gọi là tôi chậm tôi nhanh đó. Đây cốt xéo là cốt làm gì đây, cốt lệch bên cốt xéo, cốt thẳng là cốt làm đây, nó hai con mà không phân biệt ha, rồi là cốt xéo thẳng vậy đó. Nó giống hệt cho máy xăng thôi bà con, nếu mà cốt thẳng là 3.600 dòng trên phút, còn cốt xéo là 1.800 dòng trên phút, tốc độ hệt máy xăng. Theo giá xăng cao này bà con nên xài dầu, dầu sẽ tiết kiệm được chi phí hơn, mặc dù nhiên liệu nó ăn bằng nhau nhưng giá dầu cũng đồng rẻ giá xăng, nhưng bà con tiết kiệm được phần nào đó. Tốc độ giống hệt như máy xăng nha, 3.600 dòng trên phút nha, tôi nhanh tôi chậm thì 1.800 giống hệt như máy xăng thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886 55 7 vừa đề vừa giật luôn bà con. Đây nó tặng theo là hai dây nguồn đấu bình, công tắc ổ khóa nè, bà con về câu vô hai ma ba chìa khóa ra nè. Đây nó có sẵn chế sạc rồi sẵn hết trơn bà con, mà con cứ ghim vô ổ khóa ghim vô bình là tự động sạc thôi, đơn giản dễ hiểu thôi. Đây, cầu chì nằm đây nha, con kiểm tra cầu chì nha. Nếu mà con xài thời gian lâu á, quy định là 100 giờ hay gì đó, nếu mà con xài nhiều á thời gian á, mà con nó nặng giật á là con mở ra chỉnh cò lại, chim cò đúng theo quy định đó là sẽ giật nhẹ hơn, con xài nhiều phải làm vậy ha. Đẹp ha, tại sao này là bô nó ra thẳng luôn nha, nó không có co nha, nó ra thẳng luôn, này lại ra thẳng luôn chứ nó không có co, đây ra thẳng luôn, cục xéo cũng thẳng. Con là có luôn nè, 0886 55 6 7 chỉ dầu tiết kiệm mà con ơi, giá xăng đang mắc, giá dầu tiết kiệm hơn, tốc độ vẫn như máy xăng thôi, cũng 3.600 1.800 10 ngựa đẹp ha, sao ốc vàng cháy. Kinh bò phụ tùng đồ có nha, heo bét là những thứ cần có nha, heo đây những kiện có heo bét đầy đủ nha. Rồi bà con là cái điện luôn nha, 0886 35 6 7 mới trong thùng Canbo, màu cam rất đẹp nha, hàng mới nó khỏe bà con ơi, có 20 chặt tháng đầu đổi mới thôi, hàng mới sẽ tiết kiệm dầu nhiều hơn do bét heo nó còn kính. Đây phụ tùng đây là bét là đầy đủ nha, đẹp đầy đủ, kết hợp sạc luôn. Này nó sẽ tiết kiệm giá nhiên liệu hơn, xăng lít nó mắc hơn mấy ngàn lít thì xài dầu sẽ tiết kiệm đi hơn bà con, giảm bớt chi phí, con đi biển đi tàu đồ đi đánh bắt nó cũng đỡ tiết kiệm hơn, chạy đường xa rất tốt, máy dầu chạy xa rất là mạnh nha, máy này lực lắm ạ, cái mười ngựa mà đẹp sao đẹp ha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn là 0886 35 6 7 7 xéo cốt thẳng mà con ha, cốt thẳng là cốt nằm bên giữa nè, là tôi nhanh đó 3.600 đó, cốt xéo là cốt nằm lệch bên vậy đó, là tôi 1.800 giống hệt máy xăng thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 0886 35 6 7 7 bà con xài thời gian nhớ làm vệ sinh cái lượt gió nữa bà con, đây mở vệ sinh ra làm được gió nha, quy định thứ giờ đó. Rồi đến giờ bà con mở ra làm vệ sinh nha. Đây. Giờ dắt bà con ra làm vệ sinh cho nó hợp lý. Đây, bà con nhớ làm vệ sinh nha. Mình có kiểm tra đúng kỹ thuật thì xài nó sẽ bền hơn bà con. Cái gì cũng vậy phải xài đúng kỹ thuật thì nó sẽ bền và đi đường xa nó an tâm hơn. Con phải xài đúng kỹ thuật là ok, không có gì xảy ra hết. Rồi con nào có nhu cầu luôn nè, 0886 35 6 7 7 vệ sinh vậy thôi. Nó xiết vô. Con nhớ sàn thời gian mà con phải làm vệ sinh nha. Xiết vô. Cứng thôi. Đừng lắc. Thời gian mà con xài phải xiết ốc lại nha, xiết ốc lại hết.
tại vì máy nó rung nó sẽ ảnh hưởng ốc. Còn xài giống như máy hao xe máy thời gian ngàn cây đi bảo hành lần đầu đó là con siết ốc siết bô lại, nó là bắt buộc. Rồi con nào có nhu cầu luôn 0886356577.